Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4, lao dốc không phanh. Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9.999, giá vàng Doji, giá vàng PNG, giá vàng 24K, giá vàng 18 carat sao sẽ được tri thức và cuộc sống cập nhật liên tục. Bản giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4 sẽ được báo tri thức và cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. Các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9.999, giá vàng Doji, giá vàng PNG, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24K, giá vàng 18K sẽ được biên tập viên cập nhật liên tục. Giá vàng trong nước. Tuần qua, giá vàng trong nước tăng mạnh rồi lao dốc không phanh vào phiên cuối tuần. Theo ước tính, nếu tuần qua mua vàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì cuối tuần đã lỗ tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên cuối tuần trước, 7/4. Lý do là mức chênh lệch mua, bán vàng quá cao khiến người mua kim loại quý này lỗ nặng. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức tuần vừa rồi cũng tăng phi mã, có thời điểm lên mức 78 triệu đồng mỗi lượng. Kết phiên cuối tuần, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở 80,6 đến 83,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào bán ra. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,6 đến 83,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào bán ra. Vàng SJC tại hệ thống PNG là 80,6 đến 83,1 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 80,8 đến 82,9 triệu đồng mỗi lượng. Thương hiệu vàng ròng Thăng Long giao dịch tại 74,18 đến 76,18 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới. Tuần qua, giá vàng thế giới cũng chinh phục đỉnh cao mới, rồi lao dốc mạnh vào phiên cuối tuần. Tại thời điểm 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco ở mức 2.342,90 đến 2.343,90 đô mỗi ao, giảm 28,5 USD so với giao dịch đầu phiên. Giá vàng thế giới chứng kiến biến động mới vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần qua do kim loại quý không thể giữ được mức tăng đáng kể vào đầu ngày. Có thời điểm, giá vàng tăng hơn 4% trong ngày, đạt đỉnh mới 2.448,8 đô mỗi ao. Tuy nhiên, ngay sau đó, vàng đã kết thúc tuần qua gần với thời điểm khởi đầu vào đầu tuần. Tình hình tại Trung Đông khó đoán định và có khả năng leo thang. Bất kỳ hành động quân sự mới nào hoặc thông báo về các biện pháp trả đũa đều có khả năng đẩy giá vàng lên cao hơn. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn, chuyên gia phân tích thị trường Kairoda cảnh báo các nhà đầu tư không nên đầu tư toàn bộ tài sản vào vàng. Theo giới chuyên môn, xét về lâu dài, nhà đầu tư sẽ có lợi hơn nếu nắm giữ những tài sản có khả năng tăng trưởng và mang lại lợi nhuận với lãi kép. Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2024, giá vàng đạp gió ngược, đã đến lúc chốt lời. Mức đỉnh cao 2.400 USD tuần này sẽ có diễn biến mới. Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2024 vẫn trong xu hướng tăng giá mạnh, nhưng theo giới phân tích, các nhà đầu tư nên chuẩn bị phương án đầu tư trước diễn biến thị trường ổn định vào tuần này. Bản cập nhật trực tiếp giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 4 và tỷ giá hôm nay ngày 14 tháng 4. Ecorat SCC cập nhật diễn biến giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong tuần, rồi trượt không phanh vào phiên cuối tuần. Theo tính toán, nếu tuần qua mua vàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì cuối tuần đã lỗ tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên cuối tuần trước, 7/4. Điều này là do mức chênh lệch mua, bán vàng quá cao khiến người mua kim loại quý này lỗ nặng. Tuy nhiên, bất chấp đà giảm vào phiên cuối tuần thì giá vàng miếng SJC đã đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Tuần qua vàng đã trải qua sự biến động tăng giảm mạnh tại các thương hiệu vàng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện chốt tuần ở mức 80,6 đến 83,1 triệu đồng mỗi lượng, mua, bán. So với chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng SJC tăng 1,1 triệu đồng mỗi lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức tuần vừa rồi cũng trải qua một tuần tăng phi mã. Mức cao nhất ghi nhận là 75,35 đến 77,1 triệu đồng mỗi lượng, mua bán trong phiên ngày 12 tháng 4. Song kết tuần lùi về 74,3 đến 76,2 triệu đồng mỗi lượng mua bán. Vàng nhẫn trước đó có một tuần tăng liên tục, có những phiên tăng cả triệu đồng. Tổng hợp giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên cuối tuần qua, ngày 12 tháng 4. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 82,50 đến 84,50 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại 82,80 đến 84,80 triệu đồng mỗi lượng. Hệ thống PNG niêm yết tại 82,50 đến 84,50 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết tại 82,60 đến 84,50 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết tại 82,70 đến 84,50 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới chinh phục đỉnh cao mới, rồi lao dốc mạnh vào phiên chốt tuần qua. Ghi nhận của thế giới và Việt Nam vào phiên kết thúc tuần ngày 12 tháng 4, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco ở mức 2.342,90 đến 2.343,90 đô mỗi ao, giảm mạnh 28,5 USD so với phiên giao dịch đầu phiên. Giá vàng thế giới đã chứng kiến biến động mới vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần qua do kim loại quý không thể giữ được mức tăng đáng kể vào đầu ngày. Có thời điểm, giá vàng tăng hơn 4% trong ngày, đạt đỉnh mới 2.448,8 đô mỗi ao. Tuy nhiên, ngay sau đó, kim loại màu vàng đã kết thúc tuần qua gần với thời điểm nó khởi đầu vào đầu tuần. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 được giao dịch lần cuối ở mức 2.355,6 đô mỗi ao, tăng 0,4% so với thứ 6 tuần trước. Mặc dù vàng không thể giữ vững mức trên 2.400 đô mỗi ao, nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng nó vẫn tương đối mạnh khi đã lập thêm một kỷ lục hàng tuần. Đặc biệt, kỷ lục mới này đã xuất hiện ngay cả khi thị trường bắt đầu đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, sau khi số liệu lạm phát tháng 3 được công bố cao hơn dự kiến. Theo CME Fed quốc tuần, thị trường hiện chỉ thấy 27% cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giảm so với mức 50% vào tuần trước và 68% một tháng trước. Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia, phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tiếp tục duy trì sự lạc quan gần như tuyệt đối với kim loại màu vàng, với dự báo rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vào vùng chưa được khám phá. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darren Newsom của BARCHART.com nói rằng, ông sẽ không dựa vào xu hướng tăng dài hạn của đồng USD, hay việc vàng có bị mua quá hay không để dự báo hướng đi của vàng trong thời gian tới, bởi thời gian qua. Vàng đã bỏ qua tất cả các cơn gió ngược truyền thống và liên tiếp chinh phục các mốc mới. Dự báo giá vàng tuần này đa chiều. Tuần này, trong 12 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát thị trường vàng của Kitco News, 9 chuyên gia, tương đương 83%, dự báo giá vàng còn tăng cao hơn vào tuần tới. Hai nhà phân tích còn lại, 17%, dự đoán giá sẽ giảm. Không ai dự báo giá đi ngang. Trong 168 phiếu trong cuộc thăm dò trực tuyến có 111, nhà giao dịch bán lẻ chiếm 66%, kỳ vọng vàng sẽ tăng. 30 người khác, 18%, dự đoán giá sẽ thấp hơn, 27 còn lại, 16%, cho rằng kim loại quý sẽ có xu hướng đi ngang. Đồng quan điểm, Colin Sijinsky, giám đốc chiến lược thị trường tại Seawater Management, cũng bày tỏ lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Frank Markey, người đứng đầu đại lý kim loại quý tại Allianz Financial cho biết, ông từng là một trong những người nghi ngờ về đợt phục hồi gần đây của vàng. Nhưng hiện tại là người tin tưởng vì thị trường cuối cùng cũng chú ý đến các sự kiện địa chính trị. Chiến lược gia thị trường cấp cao Jim Stanley tại Forex.com kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới. Nhu cầu vàng đang rất lớn và tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ thay đổi. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng vàng và bạc vẫn trong xu hướng tăng giá mạnh. Nhưng các nhà đầu tư nên chuẩn bị để chứng kiến giá ổn định vào tuần tới vì đà tăng gần đây của nó dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Dù Fed có thể trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng nhưng khó có khả năng họ sẽ tăng lãi suất trở lại. Điều đó có nghĩa là lãi suất thực vẫn có thể giảm xuống, là một môi trường tích cực cho vàng. Trong khi thị trường vàng vẫn đang được hỗ trợ tốt, một số nhà phân tích cho rằng đà tăng giá hiện nay đang trở nên quá mức, vì vậy nó có thể được điều chỉnh. Giám đốc đầu tư Nim Aslam tại J.Capital Markets cho rằng động lực tăng vẫn còn mạnh, nhưng nên tranh thủ sự phục hồi mạnh của vàng trong đợt này để cân nhắc việc chốt lời. Chúng tôi nghĩ rằng việc chốt lời một chút là điều khôn ngoan, chuyên gia Nim Aslam tư vấn. Cùng quan điểm trên, chuyên gia Philip Newman, giám đốc và đối tác sáng lập của Metal Focus, cũng cho rằng các nhà đầu tư chốt lời một phần trong đợt này là một ý tưởng hay. Ông dự báo, thị trường vàng sắp có một số củng cố sau đợt tăng kỷ lục chưa từng có này. Chúng tôi không mong đợi sẽ thấy một đợt thoái lui đáng kể, nhưng chúng tôi nghĩ rằng việc điều chỉnh ngắn hạn là hợp lý ở mức này. Trong khi đó, On Hansen, giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Sacco, cho biết dù đà tăng giá đã rất cao, nhưng ông đang xem xét những biến động gần đây và tập trung vào các xu hướng rộng hơn thúc đẩy hình thành mặt bằng giá mới. Ông lưu ý, vàng vẫn được hỗ trợ tốt một phần do lo ngại lạm phát gia tăng và sự bất ổn ngày càng tăng đối với sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Đề cập lựa chọn đầu tư vàng trong giai đoạn này, chuyên gia Christopher Vecchio, người đứng đầu chiến lược tương lai và ngoại hối tại TASTILIVE.com, cho biết mặc dù ông thích vàng nhưng sẽ không theo đuổi thị trường ở mức hiện tại mà nên tìm mua khi giá giảm. Tuy nhiên, về ngắn hạn, theo vị chuyên gia này, dù tâm lý trên thị trường hiện được cho là sẽ thúc đẩy xu hướng giá tăng của kim loại quý, nhưng cần chú ý nhiều hơn tới một số dữ liệu kinh tế quan trọng. Theo đó,
Dữ liệu quan trọng cần theo dõi vào tuần này bao gồm dữ liệu sản xuất trong khu vực, dữ liệu bán lẻ trong tháng 3 và dữ liệu nhà ở. Ngoài ra, trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có bài phát biểu đáng chú ý trong cuộc thảo luận với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tim Matlem và Quỹ tiền tệ quốc tế. IMF cũng sẽ tổ chức cuộc họp mùa xuân thường niên tại Washington, D.C.